26 天, ngày thứ 26. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Mình là người gốc Quế Lâm, mình là người bản địa Quế Lâm. 我是桂林本地人。 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Ừ, ok. 好的. Còn phải nhờ bạn giúp đỡ nhiều. 还请你多多帮助. Mình thấy. 我看. Dạy mình. 教我. Người Hà Nội. 河内人. Từng nghe nói qua Quế Lâm. 听说过桂林. Trước đây chính là học đại học ở đó. 以前就在那里读大学. Thật à? Chân mà.